Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Nhìn thấy kết cục của bọn chúng chưa? Không muốn chết thì mau cút đi. Làm thế nào? Mỗi người một người, động thủ thôi. Các ngươi đây là xem thường bọn ta. Còn có ngũ tinh võ sư lẫn vào bên trong, ta giải quyết ngươi trước. Có thể giải quyết thì đến thử xem. Cự linh tam trảm, ngươi có chút bản lĩnh đó. Lam vũ mãn thiền, đi. Đi chết đi. Ồ, linh hồn lực khá mạnh đó, có thể làm ra hậu thuẫn kiên cố như vậy. Linh hồn lực của ta không chỉ có thể phòng ngự, xem tinh nguyệt ba của ta đây. Không chỉ ngươi có linh hồn lực đâu. Xem ra thực lực không thấp, lợi hại hơn tên Tiết Phi trước đó. Xem ra không dùng trận pháp thì rất khó thắng. Bạch viêm thanh ô trận là trận pháp. Hắn còn là một trận pháp sư. Tiểu tử này không thể coi thường. Gia hỏa này thật sự khó giải quyết. Đi. Sao lại đi rồi? Làm thế nào? Chạy khá nhanh đấy, đuổi cũng không đuổi kịp. Bỏ đi, chạy thì để chúng chạy đi. Chúng ta là đến lấy dược liệu, cũng không phải là đến giết người. Nói cũng phải. Những người khác đâu, còn có ai muốn tranh với bọn ta hay không? Đến đi, chúng ta phân một chút lục cấp dược liệu này. Ta muốn cái này. Vậy thì ta lấy cái này. Cái này thuộc về ta rồi. Cũng thu những ngũ cấp dược liệu này về đi. Đúng đó, không lấy thì phí. Vừa hay có ý này. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiếp tục tiến về phía trước đi. Đi đến khu vực trung tâm, chắc là còn có đồ tốt. Đi thôi. Người nhạy bén thật, ta cũng không phát hiện nó. Các ngươi có cảm thấy hành động của chúng ta hình như đang nghe. Hành động của chúng hình như đang nghe ai đó chỉ huy. Bị chỉ huy, không phát hiện ở đây còn có ai khác. Lực quan sát của ngươi rất không tệ. Chỉ huy chúng là một loại yêu thú biết lợi dụng thanh bà. Nó ẩn lấp ở trong cung điện bên trong nữa. Bên trong cung điện có đồ tốt gì? Ở đó có rất nhiều linh đan. Có điều, nếu nói có giá trị nhất thì đương nhiên chính là yêu hạch của yêu thú đó rồi. Nếu ngươi có thể lấy được yêu hạch, nháy mắt có thể phổ thăng lên lục tinh võ sư không phải vấn đề. Vậy thì ta nhất định là phải có được nó. Có điều, yêu thú có năng lực trên nhất tinh đại võ sư, không phải muốn giết là có thể giết được đâu. Như vậy à? Không bằng thử xúi dục những người khác giúp ngươi cùng đánh. Chỉ cần có thể đả thương nó đến một trình độ nhất định, cuối cùng ngươi triệu hoán sinh tử quan liền có thể hoàn toàn giải quyết được. Xúi dục người khác sao? Lâm Viêm, mau đi thôi, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người đều đã xông về phía trước rồi. Ồ, đến đây. Vừa rồi ta nghe thấy có người nói bên trong cung điện đó có một quân yêu thú, hình như là đầu đàn của những yêu thú này. Điều Lâm Viêm sư đệ vừa đoán nói không chừng là đúng đó. Vậy sao? Vậy thì thật sự nào đoán đúng rồi. Vậy mọi người đã chuẩn bị làm thế nào? Nhìn ý tứ là chuẩn bị cùng lên rồi. Hợp ý của ta. Sao ở đây có nhiều đá như vậy? Là những yêu thú đó làm hay sao?
không có ai nhàm chán như vậy. Bắt đầu từ đây, hình như phân thành những căn phòng khác nhau, chúng ta đi bên nào, cũng không biết là bên trong đó có gì, tùy tiện vào một phòng xem sao. Cửa đá đằng trước 100 mét, chúng ta vào từ cửa đá nhỏ đó đi. Những yêu thú đó tại sao lại để nhiều viên đá đến đây như vậy? Cẩn thận, có yêu thú. Đây chính là đáp án vấn đề rồi. Bọn chúng là muốn làm thành cái bẫy, những yêu thú đó đang săn nhân loại. Xem ra không có người trúng chiêu, có không ít người trúng chiêu, tiếp theo cần phải cẩn thận. Cuối cùng cũng ra rồi, chính là yêu thú đó. Đau tai quá, trời ạ, một con to như vậy, chúng ta đánh không lại đâu, chúng ta đến những con vừa rồi còn đánh không lại, con này sao có thể. Bây giờ mau chạy đi, không hay, bọn họ, nếu như đi hết chỉ dựa vào ba người chúng ta là không thể nào thắng được. Mọi người đừng từ bỏ, nếu đã đi đến đây rồi. Nhìn thấy cánh cửa đá đằng sau hay không, trong đó để đan dược đếm không hết, nếu như từ bỏ ở đây không phải quá đáng tiếc hay sao? Nói cũng đúng, đã đến đây rồi, chẳng qua là một con súc sinh mà thôi, tập hợp lực lượng của mọi người chắc là có hy vọng. Thử xem sao, lên sợ nó làm gì, giết, yêu thú, lấy linh đan. Mục tiêu của ta không phải là linh đan, mà là yêu hạch. Lát nữa mọi người đừng dùng sức quá nhiều, yêu thú này rất hung mãnh, nếu như không được chúng ta liền chạy. Lên! Đây! Đây phải có thực lực của nhất tinh đại võ sư đi. Đừng lùi lại, nhất cổ tác khí đánh bại nó. Tiểu huynh đệ này năng lực phi phàm, theo hắn không sai. Theo hắn, tinh nguyệt ba. Thương nang chạm. Thiên tôn trụy thuật, trường ca dẫn. Lãng đào xa, diệt tuyệt tinh thần, tử thuật. Lâm Viêm, ngươi không sao chứ? Lát nữa ta dẫn yêu thú đi, các ngươi đi đến sau thạch môn lấy linh đan. Ngươi điên rồi, ngươi không nhìn thấy nhiều người như vậy, đánh lâu như vậy đều vô dụng hay sao? Một mình ngươi đối mặt với nó, á chẳng phải là tìm chết. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Không kịp giải thích rồi, dù sao thì hãy tin ta sẽ không sao. Lâm Viêm. Nghiệt xúc, nhìn đây. Lâm Viêm. Tin tưởng Lâm Viêm đi, làm theo hắn nói. Chúng ta nhanh đi lấy linh đan. Theo tốc độ này, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, phải giữ chân nó một chút. Đến cửa ra rồi. Đi. Không hay, linh bảo của ta mau quay về.
Linh bảo quay về. Không. Linh bảo của ta. Trả linh bảo cho ta. Xem ra một pháp trận căn bản là không giữ nổi nó. Phải tiến về phía trước 1000m nữa mới thích hợp thi triển chiêu thức của chúng ta. 1000m mà thôi, không vấn đề. Huyết hải trận. Lần này chắc là có hiệu quả rồi. Đừng khinh địch, mau chạy. Đó là yêu thú cấp bậc nhất tinh đại võ sư đấy, không dễ bị đánh bại thế đâu. Đến rồi, ở đây là được. Hiện tại triệu hoán sinh tử quan. Đem tất cả linh khí và hồn lực ở trong thân thể của ngươi toàn bộ rót vào trong sinh tử quan. Điều này sẽ khiến cho thân thể của ngươi lưu lại thương thế nghiêm trọng, nhưng đây là cách duy nhất hiện giờ ngươi có thể đối phó với yêu thú này. Thêm lực. Giải quyết rồi, cuối cùng cũng giải quyết rồi. Làm tốt lắm. Đau quá, toàn thân đều đau. Vậy lên, ta để ngươi đến nơi không có người này. Nếu không chỉ dựa vào ngươi hiện giờ, tùy tiện một người đến cũng giải quyết được ngươi. Đừng nói nữa, ăn đan dược khôi phục chút đi. Tốt xấu cũng đòi lại một chút, mau lấy yêu hạch đi. Năng lượng lồng quá. Bắt đầu luyện hóa đi, sinh tử quan sẽ giúp đỡ người. Cảm giác mạnh mẽ quá. Năng lượng đó mãnh liệt đến sắp khiến ta lổ tung rồi. Phải nhớ không thể nào tu luyện như thế, khi không triệu hoán sinh tử quan, sẽ lấy mạng của ngươi đấy. Tiếp theo có thể tu luyện đến cấp mấy, thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Không tệ, một buổi tối ngươi đã đạt đến lục tinh võ sư, năng lượng của yêu hạch hiện giờ đều đã hấp thụ xong rồi, ngươi có thể dừng lại rồi. Đợi một chút, để ta hấp thụ thêm một chút linh khí thiên địa nữa. Ta cảm giác đã đến gần với thất tinh võ sư rồi. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Không tệ, phấn đấu khổ luyện như vậy, ta cũng muốn xem ngươi có thể đạt đến bước nào. Ta là vì địa hỏa mà đến. Bắt buộc là phải mạnh hơn mới được. Lực lượng thật sự là thứ có thể khiến người ta điên cuồng. Lỡ thời gian một ngày, đổi được kết quả thăng 2 cấp, đáng. Vậy có phải hiện giờ chúng ta có thể đi lấy địa hỏa rồi hay không? Nơi sâu của khu vực này còn có thứ không tồi, đợi sau khi ngươi có được, lại nghĩ đến chuyện lấy địa hỏa cũng không muộn. Thứ không tồi, chỗ này còn có bảo bối gì có thể lấy sao? Linh bảo trước đó của ngươi không phải bị phá hủy rồi sao? Lần này chính là cơ hội tốt. Ngươi là nói nơi này có linh bảo. Hơn nữa còn là linh bảo cao cấp hơn chiếc dao găm đó của ngươi không ít nữa. Trời ạ, linh bảo nhân cấp cấp phẩm. Đây là bảo bối thật sự. Cái này đáng giá trên ngàn vạn linh đan đấy. Trời ạ, nhiều người như vậy đang đợi cướp linh bảo. Nhưng không ai dám hành động tùy tiện, không chỉ bởi vì biển nữa đấy. Ngươi nhìn vào trong đi. Yêu thú, bên trong biển nữa vậy mà giấu nhiều yêu thú như vậy. Những yêu thú đó ở trong biển nữa năng lực càng mạnh, mà chúng ta trừ phòng lửa đó, còn phải phòng những yêu thú đó tập kích, khó à.
Bên trái đó phẩm cấp tốt nhất, ta lấy chắc rồi. Bọn họ cũng ở đây rồi. Ồ, Tô Hàm và Đặng Thăng cũng đến đây rồi. Cái bên trái phẩm cấp cao nhất, ta thấy nát nữa, có rất nhiều người tranh cướp, chúng ta không bằng. Trắng phong mang, hạ thủ những cái khác. Nói cũng đúng. Hơn nữa vừa rồi ta thấy ba thiếu liên Nam Y đó, bọn họ khẳng định sẽ đi cướp tốt nhất. Lâm Viêm không ở đây, chúng ta cố gắng hết sức không xung đột với bọn họ. Cũng không biết là Lâm Viêm thế nào rồi, hắn cũng quá xúc động rồi. Vậy mà dùng bản thân dẫn dụ yêu thú, sợ nà. Đừng lo lắng nữa, Lâm Viêm kỹ cao to gan, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đặng huynh nói không sai, ta đương nhiên là không sao rồi. Lâm Viêm, ngươi không sao chứ? Lâm Viêm sư đệ lợi hại. Ta không sao, ta lợi dụng địa hình cắt đuôi nó, chính là chạy quá xa, vậy nên bây giờ mới quay về. Đúng rồi, sau khi ngươi dẫn yêu thú đi, ta và Tô Hàm cướp được những linh đan này, tất cả là 700 vạn viên. Chúng ta mỗi người lấy 200 viên, 300 viên này là của ngươi. Linh đan các ngươi cướp được. Sao còn phân cho ta nhiều như vậy? Nếu không phải là ngươi dẫn yêu thú đi, những linh đan này chúng ta căn bản là không lấy được. Ngươi lấy đi. Nếu đã như vậy, vậy thì đa tạ rồi. Các ngươi xem, ba người Nam Gia Hưng Nghị, Nam Gia Hưng Nghị Thành lại nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Bọn họ vừa rồi chịu thiệt, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Đều ở đây nhìn, linh bảo đó rốt cuộc là có muốn hay không? Không ai động thì ta lấy đấy. Hắn muốn cướp rồi. Không dễ như vậy, chúng ta xem tình hình đã. Nghiệt xúc tìm chết. Xem ra cũng không lợi hại lắm. Đây, người đó phải có trình độ thất tinh võ sư đi. Cứ như vậy chết rồi. Yêu thú đó vậy mà có thể phục hồi vết thương. Ta cảm thấy chúng ta ba người phải liên thủ rồi. Đi cướp một linh phẩm cực cao như vậy, lúc đó lại chia đều giá trị là được rồi. Ta không có ý kiến. Cái này e là ta phải nói câu xin lỗi hai người rồi, bởi vì ta định đi cướp linh bảo nhân cấp cực phẩm kia. Ngươi không nhìn thấy kết cục của người vừa rồi hay sao? Độ khó này quá lớn rồi. Ngươi muốn cướp cái tốt nhất đó, khẳng định có càng nhiều cao thủ đối đầu với ngươi, tỷ lệ thành công quá thấp. Ta bất luận thế nào cũng muốn thử một lần, cho dù không đạt được thì cũng không sao. Vậy để hắn đi đi, nhìn chúng ta đây. Ba người các ngươi đối phó với hỏa xà bên dưới, hai chúng ta đi đoạt linh bảo. Được. Công kích. Phải một kích tất sát. Quá nhiều rồi. Nhanh tránh ra. Lấy linh bảo đi, mau cướp. Đó là linh bảo của ta. Chúng ta đừng tranh với họ, vẫn là nhân loạn đi cướp cái khác đi. Ta cũng phải hành động rồi, các ngươi tự cẩn thận. Ba người đó hành động rồi, chúng ta có cần nhân loạn giết chúng hay không? Đừng quan tâm hai người đó, sử tên nhắm vào linh bảo nhân cấp cực phẩm đó. Dám tranh với chúng ta, thật sự là chán sống rồi. Nhìn bên đó, người của Mã Gia Hán Thành cũng không nhịn được nữa rồi. Tiểu tử ngươi nhìn không ra cũng có chút bản lĩnh. Linh hồn lực của tiểu tử này khá là mạnh ha. Đúng, thật sự không nhìn ra. Tiểu tử, linh hồn lực của ngươi không tồi, nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này giành linh bảo trước mắt bọn ta vẫn còn kém chút. Ta đã nghe nói rồi,
Hai ngày trước ngươi không bị tiểu tử này ép đi rồi sao? Trốn như chó nhà có đám, bây giờ còn chạy đến to mồm. Mã Điếu, ngươi nói ai chó nhà có đám? Hôm nay ta sẽ chỉnh đốn hắn ở đây cho ngươi thấy. Ngươi muốn đứng cạnh xem láo nhiệt để ngư ông đắc lợi, mơ đi. Hả? Chúng ta cận chiến một trận lớn đi. Tinh tượng ấn, cự linh tam trảm, thất tinh võ sư. Hai ngày trước hắn không phải chỉ là ngũ tinh võ sư hay sao? Không thể nào nhanh như vậy đã thăng lên hai cấp rồi. Đúng vậy, sao có thể? Cho dù là thiên tài tuyệt thế cũng không thể nào làm được. Chẳng trách đám người lam lăng đó bị tiểu tử này ép lui rồi. Không được xem thường thực lực của hắn. Tiếp tục đi. Không ổn, phải dồn toàn lực chiến đấu rồi. Làm sao đây, hắn còn mạnh hơn trước kia. Chúng ta không đánh lại được hắn đâu. Nhưng giữa chúng ta và hắn đã kết thù rồi. Không thể nào không kết liễu hắn ở đây. Nếu không dựa vào năng lực thăng cấp thần tốc này của hắn, sớm muộn cũng là kẻ địch của chúng ta. Lam Lăng, ta biết ngươi và hắn có thù, hay là chúng ta bỏ thành kiến giải quyết tiểu tử này trước đã? Ngươi chắc chắn nghĩ giống ta nhỉ? Nếu mặc kệ tiểu tử này phát triển, sau này sẽ trở thành phiền phức cho chúng ta. Ta cũng có ý này. Đến đi. Lâm Viêm sư đệ sẽ không sao chứ? Sao lại bị hai nhóm người bao vây rồi? Lâm Viêm, Lâm Viêm sư đệ bị vây đánh rồi, chúng ta mau qua đó. Huynh chờ xem tình hình trước đã. Lâm Viêm hiện tại đang ở thế có lợi, chúng ta xông lên. Không đúng lúc còn kéo hắn thụt lùi. Đã ấy trở lên lợi hại như vậy từ khi nào? Chúng ta vẫn là nhân cơ hội này đoạt lấy linh bảo chúng ta cần đi. Được. Cự linh tam trảm, tinh nguyệt ba, thế nào, chỉ có chút bản lĩnh này cũng muốn giết đến ta? Cũng muốn đến giết ta? Mấy người các ngươi cũng quá không biết trời cao đất dày rồi. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Bạch Viêm thanh điều trận, huyết hải trận, đây là thiên tài học võ gì vậy? Hắn vậy mà đồng thời bố trí ra hai trận pháp, quá huyền diệu rồi. Đáng sợ, đáng sợ. Đừng lùi lại, dốc toàn lực ra tay. Nếu không chúng ta không ai thoát được đâu. Đừng giữ nguyên, dốc toàn lực. Không hay rồi. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi tìm chết. Vẫn chưa đến lượt ngươi. Huyết hải trận, cự linh tam trảm. Không ổn. Bạch Vân Thuẫn, đây là nhân cấp thượng phẩm võ học, ngươi có thế nào cũng không phá được đâu. Cái gì không thể nào? Lam Ngữ, mau lại đây giúp. Hai người các ngươi lại đây cũng xông lực cùng xông lên, giết tiểu tử này. Rõ. Còn nghĩ rằng nhiều sẽ thắng ít, các ngươi không có cơ hội rồi. Lâm Viêm sư đệ, ba tên rác rưởi này cứ giao cho bọn ta đối phó, đã yên tâm đi đối phó với hai tên đó là được.
Tô Hàm, Đặng Thằng, hai người thuận nợ rồi. Nhờ phúc của người thuận nợ rồi. Bên này giao cho bọn ta đi. Vậy thì xin nhờ rồi. Lâm Viêm, linh lực của ngươi cũng tiêu hao không ít rồi nhỉ? Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt à? Dựa vào trạng thái hiện tại của ngươi, ngươi cho rằng có thể đồng thời đối phó với hai bọn ta sao? Yên tâm đi, bây giờ ta đối phó với các ngươi vẫn dư giả lắm. Vẫn thực sự bị hắn nói trúng rồi, đồng thời mở hai trận pháp quả thực tiêu hao quá lớn. Mình của hiện tại thực sự có chút. Chính là lúc này,